Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của em ha. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một tiếp tục một cây đàn điện nữa nha. Đây, hôm nay cây này rất là đặc biệt nha mọi người. Đây, hôm nay em sẽ giới thiệu tới mọi người một cái cây BRS mọi người ha. Cây BRS ha. Dòng này là dòng SEIG. Và cây này được cái người chơi trước á, cái người ở bên Nhật á, người ta độ lên nguyên một dàn hardware rất là xịn nha mọi người. Đây, đây là một cây đã được độ chế lại rất là nhiều ha. Thì bộ hardware mà người ta độ lên nó sẽ bao gồm là một cái bộ ngựa là Wilkinson Goto nha mọi người. Đây, Wilkinson Goto nha. Đó. Rồi, một bộ khóa Goto màu vàng nữa nha. Đấy, toàn bộ là hardware Nhật nha mọi người. Còn cái dòng mà BRS SEIG này là một cây BRS của Hàn Quốc ha. Và nhưng mà hardware là hardware Nhật. Rồi, một bộ bích cúp Bartolini mọi người. Cái bộ bích cúp này cực kỳ xịn luôn nha mọi người. Đó, bộ bích cúp này cho mọi người một cái chất tiếng rất là len keng và nó cũng rất là dày để mọi người có thể sử dụng qua phơ, qua bắt gen ha. Đó, nói chung là một cây đàn này, mọi thứ đều được thay thế và nó chỉ giữ lại một cái nguyên bản của nó là một cây BRS ha, một cái dáng BRS từ body cho tới cần đàn. Còn lại những thứ nào mà cái người chủ trước người ta cảm thấy thay thế cái món khác nó xịn hơn được thì người ta đã thay rồi mọi người. Giống như là một bộ bích cúp nè, bộ bích cúp đã thay bộ bích cúp Bartolini ha, và thay luôn con ngựa 1,5 triệu nè mọi người ha, nhúng 1,5 triệu nè, có cần nhúng ha. Và một cái bộ khóa rất là xịn nha mọi người. Riêng cái bộ hardware này nếu mọi người đi mua mới không, nó có tầm giá khoảng 5-6 triệu á mọi người ha, là bộ hardware Nhật này rất là mắc tiền nha. Thêm cả cái bộ bích cúp này cũng rất là mắc tiền, thì chọn bộ là cũng gần 10 triệu á mọi người nếu mọi người mua mới ha. Đó, thì vẫn giữ được là một volume 1 tone và 5 quay switch ha mọi người. Đó, 5 quay switch. Thì cây này nếu mà mọi người cảm thấy cái vẻ ngoại hình của nó không có quan trọng á, mà mọi người chơi mọi người muốn một cái chất tiếng hay, một cây đàn độc lạ và một cái chất tiếng cực kỳ hay để đáp ứng cho cái nhu cầu mọi người có thể chơi nhạc, mọi người có thể làm show, mọi người có thể thu âm, thì cây này nó cực kỳ phù hợp cho mọi người ha, nếu mọi người không quan trọng quá về một cái ngoại hình. Còn nếu mà mọi người muốn cần một cây đàn nguyên zin hay gì đó thì mọi người có thể chọn một cái điều khác ha. Còn cây này thì đã làm lại cái phần hardware và cũng như là bích cúp đó, đã được thay thế những thứ xịn hơn nguyên zin của nó nha mọi người, chứ không phải là thay thế đồ dởm hơn ha. Bộ ngựa này cũng xịn hơn bộ ngựa zin của nó và cái bộ khóa cũng xịn hơn bộ khóa zin của nó luôn mọi người, và bộ bích cúp cũng xịn hơn luôn. Nói chung là những gì thay thế vô toàn là đồ ngon hơn thôi, mọi người không phải lo ha. Cái nách ở phía trên cũng rất là xịn nè mọi người. Đó. Thường thì bình thường thì trên này nó sẽ sử dụng một cái lược bằng nhựa hoặc là bằng xương mọi người. Này thay thế hẳn này luôn ha. Rất là xịn nha. Đó. Còn về cần phím đàn thì rất là ok mọi người. Phím đàn không có chảy xước, không có bị cấn mớp vô trong ha, cũng không có mòn luôn nha. Inlay của nó là những cái mặt trăng này nha mọi người. Và cây này thì em bán với mức giá là 10 triệu tròn luôn nha mọi người. 10 triệu tròn tặng kèm bao đàn, dây đeo, phím và free ship toàn quốc cho mọi người nha. Đó. Rồi, thì shop em nằm ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha mọi người. Nếu mọi người ở xa thì em sẽ hỗ trợ qua Zalo hoặc là điện thoại trực tiếp cho em ha. Về hình thức giao dịch thì nếu mọi người ưng mà muốn sở hữu cây này thì mọi người liên hệ với em qua Zalo hoặc điện thoại ha. Rồi về cách thức thanh toán và cũng như hình thức giao dịch thì mọi người đặt cọc trước giúp em 500.000, sau đó em sẽ ship đàn và mọi người nhận hàng kiểm tra thanh toán số tiền còn lại cho shipper là xong nha. Cây này thì em cũng bảo hành cho mọi người sử dụng là 12 tháng nha mọi người. Sau đây thì em xin phép mời mọi người nghe thử chất âm của cây BRSE này ha. Và mọi người xem video tới đây nhớ ấn like và cũng như đăng ký kênh ủng hộ em nha mọi người. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.